Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con xin được tri ân Đại Đức trụ trì Chùa Pháp Hòa đã tạo nhân duyên cho chúng con có cơ hội về gặp Phật tử trong những ngày đầu năm. Thưa cùng với các vị, mình thì cảm thấy rất là vui vì trong đạo tràng hiện diện của chúng ta có tới ba thế hệ của ông bà, thế hệ của cha mẹ và thế hệ của con cháu. Có rất nhiều đạo tràng chỉ có thế hệ của ông bà thôi, tức là những người lớn tuổi đi chùa. Rất ít thấy những người tuổi từ 30, 40 mà toàn là trên 50, 60 không. Ở đây chúng ta có cả các em mười mấy tuổi, 20 tuổi. Đây là điều đáng mừng. Thưa với các vị, ngày đầu năm, tất cả những người dù là Phật tử hay không là Phật tử thì đều về chùa thành tâm, thắp hương lễ Phật. Bên cạnh đó thì vẫn theo những cái phong tục tín ngưỡng của nhân gian là cúng sao, cầu an. Có rất nhiều vị về các chùa ghi tên tuổi của mình, nhờ quý thầy coi dùm coi năm nay cái sao nào nó chiếu vào cái đời của con. Năm nay ở đây các vị có đi cúng sao không ạ? Có không? Ai tự nhận mình là sao xấu nhất đâu? Ủa mặt cũng đẹp mà sao xấu xấu? Đâu có khó nhìn lắm đâu mà sao xấu. Hôm nay Minh Thiền sẽ giải thích về ý nghĩa của việc cúng sao, coi ngày giờ tốt xấu, theo quan điểm của Phật giáo cho Phật tử nghe. Mong là Phật tử cố gắng lắng nghe để chúng ta hiểu được quan điểm của Phật giáo nhìn nhận về việc cúng sao giải hạn, coi ngày lành tháng tốt, coi phong thủy như thế nào, để sau này chúng ta biết, chúng ta ứng dụng trong đời sống của mình. Ngày đầu năm chúng ta về chùa lễ Phật và cầu nguyện, cầu cho con được bình an, con được khỏe mạnh, cầu cho cha mẹ con, cầu cho con của con, cầu cho cháu của con, cầu cho ông bà của con luôn được bình an, luôn được khỏe mạnh, cầu cho gia đình con được ấm im hạnh phúc, cầu cho công việc làm ăn của con luôn luôn suôn sẻ, luôn luôn may mắn, cho gia đình của con được phát tài phát lộc, cầu cho mọi người có một đời sống yên bình, cầu cho quê hương làng xã của con luôn luôn yên bình, không hề có những cái tai nạn, những cái họa hoạn xảy ra. Xin thưa, những lời cầu nguyện đó rất là tốt, nó phù hợp với đạo lý làm người, nó phù hợp với tâm thức của con người chúng ta. Bởi vì chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé trước tất cả những thiên tai, trước tất cả những họa hoạn của cuộc đời, cho nên lời cầu xin gửi đến Đức Phật, lời cầu xin gửi đến chư Bồ Tát để chúng ta cảm thấy an lòng. Cầu cho một năm gặp nhiều may mắn, cầu cho một năm gặp nhiều thuận lợi, lời cầu xin này không hề sai. Nhưng thưa, nếu là một người bình thường, không phải là Phật tử, có thể cầu xin xong rồi chúng ta la về lặng lẽ, rồi sau này chúng ta lại trở lại cầu xin nữa, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Bởi vì tôi tin chắc rằng trong cuộc sống không lúc nào suôn sẻ, không lúc nào yên bình, trong công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, lúc nào cũng may mắn. Vì thế gặp trắc trở chúng ta lại quay trở về chùa tìm Phật, quỳ dưới chân của Phật để thổn thức, lại tiếp tục dâng lên những lời cầu xin. Có khi một tháng ta về chùa 2 lần, không phải để tu mà chỉ để quỳ trước Phật để cầu xin, cầu cho con bình an, cầu cho con tai qua nạn khỏi, vân vân và vân vân. Một người bình thường cầu xin điều đó không có gì đáng bàn, nhưng người Phật tử cầu xin không thì chưa đủ. Chưa đủ. Tại sao Minh Thiền nói Phật tử cầu xin không thì chưa đủ?
Bởi vì người Phật tử tức là người con của Đức Phật. Người con của Đức Phật phải hiểu được thầy của mình, cha của mình, bậc đạo sư của mình dạy mình cái gì. Đức Phật vẫn không có cấm đón chúng ta cầu xin. Ngài vẫn cho phép chúng ta cầu xin, cho phép chúng ta cầu nguyện. Nhưng Ngài dạy chúng ta rằng chúng ta hãy ứng dụng vào đời sống của mình, ứng dụng lời của Ngài dạy trong đời sống của mình, để những lời cầu xin tốt đẹp kia sớm trở thành hiện thực, để những giấc mơ xa vời kia sớm trở thành hiện thực trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu xin gia đình hạnh phúc, nhưng ta không đem hết dạ thủy chung để thương yêu vợ của mình. Ta không đem hết trách nhiệm của người làm cha để dạy bảo con của mình. Thưa, gia đình có hạnh phúc được không ạ? Thưa là không. Ta cầu mong cho gia đình ta hạnh phúc, nhưng bổn phận ta là vợ, ta chưa từng nhịn chồng mình một câu, ta chưa từng nhường chồng mình một tiếng. Chồng mình nói một lời, mình cãi vã, mình nặng nhẹ lại đôi ba lời. Thưa, gia đình có hạnh phúc được không? Chắc chắn là không. Vì vậy, ta đến với Đức Phật cầu xin cho gia đình hạnh phúc, thì chúng ta phải biết cách chế tạo hạnh phúc trong đời sống của mình bằng cách là ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống. Đức Phật nói muốn có hạnh phúc mà trong đời sống gia đình của người Phật tử tại gia, thì người Phật tử tại gia phải có bổn phận hiếu thảo, thờ kính cha mẹ là điều thứ nhất. Thứ hai là vợ chồng phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Anh em sống chung phải biết thương yêu hòa thuận lẫn nhau. Cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi dạy con hiếu thảo với cha mẹ. Trong ấm ngoài im, chúng ta có một gia đình hạnh phúc. Còn như chúng ta không thực hiện những điều này, chúng ta sẽ không có hạnh phúc. Chúng ta sẽ đi rất nhiều chùa, đến rất nhiều nơi để cầu xin. Cầu xin Đức Phật, cầu xin Thượng Đế, cầu xin Chúa Giêsu, cầu xin cô đồng, cậu bóng, vân vân. Chúng ta vẫn không bình yên, không hạnh phúc, là vì chúng ta không chế tạo được những điều cơ bản để đem đến hạnh phúc. Chúng ta muốn bình an trong đời sống của mình, nhưng chúng ta luôn đi gây sự với người khác. Chúng ta luôn tham lam, chúng ta luôn thủ đoạn, chúng ta luôn lọc lừa. Thưa các vị, làm sao mình bình yên được? Vì vậy, muốn mình được bình yên thì mình phải tạo cho người khác được bình yên. Người khác được bình yên, tự khắc ta bình yên. Muốn mình vui, mình phải làm cho người vui. Người khác vui, tự khắc ta sẽ vui. Vì vậy, đừng nghĩ rằng lời cầu xin sẽ đem đến cho tất cả những điều may mắn. Lời cầu xin sẽ đem đến cho chúng ta những điều tốt đẹp không? Chính cách sống, cách nghĩ, cách làm việc của chúng ta sẽ đem những điều tốt đẹp đến với chúng ta. Tại sao Minh Thiền khẳng định điều đó? Trong Kinh Tăng Chi Bộ 1 chương 3, Đức Phật dạy bài kinh như thế này. Phật tử nghe cho kỳ. Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo và bảo rằng, này các thầy tỳ kheo, nếu có người nào buổi sáng nghĩ đến điều thiện, thân làm điều thiện, miệng nói lời thiện, người ấy có một buổi sáng tốt lành. Này các thầy tỳ kheo, có người nào buổi trưa ý nghĩ đến điều thiện, thân làm điều thiện, miệng nói lời thiện, người ấy có một buổi trưa tốt lành. Này các thầy tỳ kheo, có người nào buổi chiều thân làm điều thiện, ý nghĩ điều thiện, miệng nói lời thiện, người ấy có một buổi chiều tốt lành. Này các thầy tỳ kheo, có người nào buổi tối thân làm điều thiện, ý nghĩ điều thiện, miệng nói lời thiện, người ấy có một buổi tối tốt lành. Thông qua bài kinh Tăng Chi Bộ 1 này, chúng ta thấy Đức Phật muốn dạy ta điều gì? Muốn có một buổi tốt lành, hay một ngày tốt lành, hay một tháng tốt lành, hay một năm tốt lành, hay là trọn đời tốt lành, chúng ta phải
phải làm chủ được thân tâm của mình, tức là phải để cho thân, cho miệng, cho ý nghĩ của ta làm, nghĩ, nói những điều lương thiện, những điều tốt đẹp. Khi ta nói những điều tốt đẹp, ta làm những điều tốt đẹp, ta nghĩ những điều tốt đẹp, thì tự khắc cuộc đời ta sẽ đẹp. Việc làm, hành động, lời nói, cử chỉ, tất cả mọi thứ tốt, thì cuộc đời của chúng ta không thể nào xấu được. Cuộc đời chúng ta không thể nào gặp tai nạn, hoạn hoạn được. Cuộc đời chúng ta sẽ đón nhận được những phước lành, đón nhận được những phước lành. Thông qua bài kinh này, Minh Thiền gửi đến Phật tử cái ý thế này: chúng ta đừng sợ, cuộc sống nó có quá nhiều những chông gai cạm bẫy, mà chỉ sợ lòng ta không đủ lương thiện để tiếp xúc với cuộc sống thôi. Cuộc sống, người đời có quyền dối trá, người đời có quyền lọc lừa, nhưng ta tự nhắc mình đừng dối trá, mình đừng lọc lừa. Người dối trá, người lọc lừa, người gạt gẫm, người mưu hại ta, đó là cái tội của người người chịu. Ta đừng vì thế mà trở thành một người xấu bởi cách đối xử của người khác. Vì vậy, hãy giữ mình cho thật trong sạch, giữ mình cho thật thanh tịnh, giữ mình cho thật thánh thiện trước bao nhiêu là cạm bẫy, trước bao nhiêu là sự lọc lừa dối trá của người khác. Và nhớ rằng đừng bao giờ đem tâm hờn trách họ, vì họ là người chưa nếm được hương vị chánh pháp, họ chưa có cơ hội đi chùa, họ chưa có cơ hội học lời Phật dạy. Họ có thể sống theo bản năng, họ có thể sống theo tâm tham lam của họ, họ có thể sống theo lòng giận dữ của họ. Mình phải thương họ. Còn mình là người đã học được hương vị chánh pháp, nếm được hương vị chánh pháp, chúng ta đã là người đệ tử của Đức Phật rồi, thì thưa các vị, mình đừng cho phép mình làm những điều sai. Đó là lời khuyên rất chân tình. Trở lại vấn đề cầu nguyện chưa bao giờ là sai, cầu nguyện chưa bao giờ là sai. Giả chăng như chúng ta đến trước Phật, ta chỉ cầu nguyện cho bản thân ta thôi, cũng không sai. Bởi vì ta là người thương chính bản thân ta nhất, cho nên những điều tốt đẹp ta nghĩ cho ta mong muốn cho ta cũng không sai. Còn quá tốt đẹp cho những lời cầu nguyện ta biết nghĩ cho người thân, người thương của mình, những người cùng sống chung với mình, những lời cầu nguyện đó là những lời cầu nguyện tốt đẹp. Chúng ta nên nuôi dưỡng nó, chúng ta làm cho nó lớn hơn. Nhưng người Phật tử thì đừng dừng lại ở lời cầu nguyện, mà phải biết sống, biết nghĩ, biết làm việc để cho lời cầu nguyện trở thành hiện thực. Đó là người Phật tử có một đời sống đẹp. Người Phật tử có một đời sống đẹp. Trở lại vấn đề, Minh Thiền nói sơ về việc cúng sao cho Phật tử nghe. Trước khi đi sâu vào vấn đề cúng sao, Minh Thiền dẫn trong kinh Di Giáo một đoạn để quý Phật tử thấy là tại sao năm nay rất nhiều chùa các thầy không cúng sao. Trong kinh Di Giáo, trước lúc Đức Phật thị tịch, tức là trước lúc Đức Phật mất, Đức Phật di chúc lại, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo thế này: này các thầy tỳ kheo, sau khi Như Lai diệt độ, tức là Như Lai không còn có mặt ở cuộc đời này đó, các thầy nhớ nha, nhớ đừng có xem thiên văn, tức là đừng có coi sao, đừng có cúng sao. Quý thầy đừng coi địa lý, tức là đừng có coi hướng, đừng có coi phong thủy. Quý thầy đừng có coi ngày giờ tốt xấu. Bởi vì sao Đức Phật dạy như vậy? Bởi vì nếu như các thầy tỳ kheo làm điều đó, sẽ khiến những người đi theo các thầy tỳ kheo, những người là Phật tử tại gia, học được những điều đó, họ trở thành mê tín, họ không tin vào giáo lý nhân quả, họ không ứng dụng Phật pháp trong đời sống, mà hàng ngày họ chỉ đến nhờ các thầy tỳ kheo coi dùm thiên văn, coi dùm phong thủy, coi hướng, coi ngày giờ tốt xấu, họ không chịu tu, họ nghĩ rằng các thầy tỳ kheo coi là sẽ tốt, coi là sẽ chỉ cho họ tánh được những cái điều xấu, coi là sẽ chỉ cho họ được những cái tốt, gặp được những điều may mắn, mà tự bản thân họ không nỗ lực làm những điều thiện. Vì vậy Đức Phật mới nói đừng có coi, đừng có dạy người ta điều đó. Năm nay đồng loạt tất cả các chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không tổ chức
cúng dân sao giải hạn. Bởi vì năm 2019 đầu năm thì giáo hội có ra một cái văn bản cấm tất cả các chùa trực thuộc giáo hội không được làm lễ cúng sao. Còn ở chùa, tại sao biết rằng Đức Phật không cho phép cúng sao mà vẫn cúng sao? Đức Phật không cho phép chúng ta coi ngày giờ tốt xấu mà vẫn coi ngày giờ tốt xấu. Vì sao vậy? Tùy thuận vào cái nhu cầu của người Phật tử tại địa phương đó. Phật tử hoặc người không phải Phật tử, trong những việc trọng đại như cưới gả cho con, động thổ xây nhà hoặc chuẩn bị khai trương, quan điểm xưa giờ của ông bà là ông bà cha mẹ mình xưa giờ làm những điều này đều đến chùa hoặc là đến một cái nơi nào đó mà ở nơi đó có thầy hoặc có đồng cô cốt cậu gì đó có thể coi được ngày giờ, coi được năm tháng tốt lành để cho mình làm những điều đó, thì mình đến đó mình coi ông bà xưa đã làm rồi, bây giờ mình thấy mình cũng làm theo. Vì mình sợ rằng nếu không coi mà mình làm trúng cái ngày xấu thì nó phạm, sẽ gặp những điều xui rủi, đúng không ạ? Đúng. Vì vậy trong những cái việc mang cái tính hệ trọng thì chúng ta đều đến nhờ quý thầy coi. Trong lời Phật dạy, Phật đâu có nói ngày giờ tốt xấu. Đức Phật đâu có nói ngày 15 tháng Giêng là ngày tốt, hay Đức Phật đâu có nói là ngày 30 tháng Giêng là ngày xấu. Nhưng mà quý thầy vẫn lật những trang sách ra, quý thầy coi cho quý vị, đó là trường hợp bất đắc dĩ, tùy thuận lòng người, tùy thuận cái tập tục của các vị, tùy thuận nhu cầu của các vị. Chứ bản thân quý thầy biết mình làm điều đó cũng không đúng. Nhưng bên cạnh cái coi đó, quý thầy luôn có lời khuyên các vị như thế nào ạ? Về ráng sống tốt nha con, ráng tạo phước, ráng bố thí, ráng cúng dường, ráng hiếu thảo với cha mẹ, ráng giúp đỡ những người cơ nhở. Những cái ráng đó là những lời khuyên để các vị tạo được phước lành. Cho nên quý thầy thường hay nói vui thế này: sao nào cũng chỉ là sao, cúng dường vài triệu thì xấu nào cũng qua. Thưa, cái câu này tuy nó nói chơi nhưng nó không mang tính mỉa mai nào, mà nó lại mang tính giáo dục. Tất cả những điều xấu chúng ta đến, quý thầy nói cho chúng ta biết, năm nay tuổi của con kỵ, năm nay con bị tâm tai, năm nay con bị xung khắc gì đó, vân vân và vân vân. Chúng ta nghe chúng ta lo quá, lo chứ, về mất ngủ luôn, ăn không nổi luôn. Lâu lâu tới chùa gặp ông thầy, ông phán cho một cái mặt tối sầm lại. Nhưng rồi ta sợ những cái xấu đó, ta sợ những điều không tốt đến với ta, ta phải tìm cách để giải nó, là nhờ thầy cúng thầy giải giùm con. Thưa với các vị, thầy cúng không giải đâu, không phải thầy cúng mà giải. Giải hay không giải là quan trọng các vị sau cái cúng đó về các vị có một đời sống như thế nào để giải. Đây là mình nói theo quan niệm của nhân gian là đang bàn về vấn đề cúng sao. Thầy thưa thiệt như vậy, đâu phải các vị ghi cái sao xấu cái nhờ thầy cúng là các vị hết xấu, không phải. Đừng nghĩ vậy nha. Phải ráng những cái mà thầy khuyên đó. Năm nay sao con xấu phải không? Ráng hiếu thảo với cha mẹ nha. Ráng bố thí, ráng cúng dường, ráng tạo phước, ráng giúp đỡ người nghèo khó. Chính những cái ráng đó giúp các vị vượt qua được những cái khó khăn trắc trở. Chứ đừng nghĩ là sao tôi xấu giao phó cho thầy cúng thế là xong, về ta mạ tình sống sao thì sống. Đâu có được. Không được, không hết xấu đâu, nó càng xấu hơn. Tất cả việc cúng sao hay coi ngày giờ, coi phong thủy đều là quan niệm của nhân gian. Nó không xuất phát từ trong giáo lý của Đức Phật. Chúng ta không có quyền đả phá, chúng ta không có quyền chê bai, chúng ta cũng không có quyền kêu là mọi người phải dẹp bỏ.
Nhưng chúng ta dạy cho Phật tử của mình rằng, hãy nhìn nhận một cách tường tận, ta phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của ta. Ta phải tự chịu trách nhiệm về những suy nghĩ, lời nói và hành động của chính ta, chứ không hề có một cái số mệnh nào sắp đặt sẵn. Về ý niệm của phong thủy, về tuổi tác, ngày giờ, hay là sinh mạng của một con người, đều đã được đặt định sẵn. Tức là có một đấng bề trên, một đấng thượng đế nào đó, họ tạo ra con người và họ sắp đặt cuộc đời của con người là như vậy, như vậy. Đến 50 tuổi con người đó phải như thế này, 60 tuổi con người đó phải như thế kia. Chúng ta nghĩ rằng sinh mệnh của chúng ta đã được sắp đặt sẵn. Nhưng Thầy thưa rằng không có ai sắp đặt. Và chỉ có tự bản thân chúng ta sẽ là người sắp đặt cho cuộc đời của chúng ta mà thôi. Không ai sắp đặt cho ta cả. Trong quan niệm về tuổi tác, có tam hợp, có tứ hành xung. Trong tam hợp, cái ý của nó là bản thân của chúng ta, trong 12 con giáp, ta là một con, thì sẽ hợp với hai con. Sẽ hợp với hai con. Mà nếu như ta mang cái tuổi này, ta tìm hai cái tuổi mà hợp đó, trong 12 con giáp, để làm ăn, để đến kết tình duyên, để làm những cái việc lớn, thì tất nhiên sẽ thành công. Còn trong tứ hành xung á, trong cái ý niệm xung khắc về tuổi, nếu như cái tuổi của ta là một con giáp, thì ta trong 12 con giáp, ta sẽ kỵ một con. Kỵ mà kỵ rất nặng. Nếu cưới cái con đó về thì sẽ chết. Nếu làm ăn cùng với cái con đó, tuổi tác đó, thì sẽ bị đổ vỡ, bị thất bại. Thường thì dần kỵ với thân, tỵ kỵ với. Với hỏi các vị cứ tính thể cách 6 tuổi là kỵ. Lớn hơn mình 6 tuổi, nhỏ hơn mình 6 tuổi kỵ á. Cái kiểu tính như vậy. Chẳng hạn như người tuổi dần mà cưới người tuổi thân thì về sống không được, sẽ có người chết. Người tuổi thân làm ăn với người tuổi dần thì thất bại, đổ vỡ. Tuổi tỵ với tuổi hợi cũng vậy. Rồi trong cái quan niệm đó, cho nên chúng ta không dám làm ăn, mặc dù cơ hội đến. Trũng trong cái quan niệm đó, chúng ta chia nguyên rẻ thí của rất nhiều những cặp đôi. Nó thương nhau, nó yêu nhau. Nhưng ta là ông bà, ta là cha mẹ, ta không cho nó đến. Nó kỵ tuổi, cưới là chết. Cưới là chết. Làm ăn, bây giờ mình muốn làm ăn, mình muốn kết hợp với người có công việc như vậy. Rồi chúng ta tìm đúng một người có tiêu chuẩn. Nhưng rồi ta hỏi tuổi họ ra, mình tuổi dần, nó tuổi thân, cái mình về mình hỏi, ôi không làm được. Mất cơ hội. Mất cơ hội làm giàu liền, thấy chưa? Nếu như không có quan niệm này, chúng ta dấn thân, chúng ta làm với người đó giàu lên liền. Mình tuổi tỵ đến thương yêu nhỏ tuổi hợi, ông bà cha mẹ đi coi xong cấm cản, cái hai đứa thương nhau mà không cưới được nhau, rồi cùng nắm tay nhau tự tử. Cả hai gia đình mất hai đứa con cũng vì cái kỵ tuổi. Mà mình chẳng biết cái kỵ nó có kỵ hay không, nhưng nghe ông bà nói kỵ là mình nói kỵ, nghe cái ông thầy ông coi ông nói kỵ là mình cho là kỵ. Năm 2019 mình đã tác hợp được hai cặp cũng về kỵ tuổi. Anh chàng sinh năm 1989, 1989 thì là tuổi tỵ. Thương cô bé sinh năm 1995, tuổi hợi. Tỵ hợi kỵ, mà năm vừa rồi là năm hợi nữa. Nhưng thương nhau quá, dắt nhau về. Hai gia đình thì thấy rể cũng được, dâu cũng được, nhưng khi hỏi tuổi thì thấy không được. Nhưng rồi đi coi, gia đình nào cũng đi tới hai ba ông thầy bà cô để coi. Coi ông thầy bà cô nào cũng nói, đằng trai coi thì ông thầy bà cô nói, nếu mà cưới con nhỏ đó về thì thằng con trai của ông của bà 3 tháng chết. Đàn gái dắt đi coi,
Rồi nói nếu mà nhỏ này mà gả cho thằng đó thì con nhỏ này khoảng 5 tháng là chết. Ba bốn người coi đều nói như vậy. Hai gia đình quyết định là không tác hợp. Nhưng hai người này thương nhau quá, tìm đến chùa gặp Minh Thiền, khóc lóc, hỏi thầy có cách nào cúng để giải cho con không? Minh Thiền nói không cần cúng, quan trọng là tụi con tin thầy hay không. Nói tin. Và bây giờ thầy hỏi tụi con là tụi con có thương nhau không? Nó nói thương chứ thầy, thương mới đau khổ như vậy. Mày chắc là thương nghe, đừng có cưới bữa trước bữa sau mày chia tay tao bị chửi chết á. Bây giờ nếu thương thì về nói với gia đình thế này nè, phải nói để trấn an. Chứ còn tụi con mà nói theo thầy thì tụi con nói không được. Tụi con mà về nói không có tuổi tác, không có mạng biết, không phong thủy thì ông bà cha mẹ chửi ngay, không chấp nhận đâu. Tụi con về nói với hai gia đình là tụi con tuổi kỵ rất nặng, đến chùa Đức Hòa gặp thầy Minh Thiền, thầy Minh Thiền là lập đàn cúng suốt 3 ngày 3 đêm giải cho tụi con rồi. Bây giờ không còn kỵ nữa, cha mẹ cho tụi con cưới. Thầy nói nếu đã giải rồi, đã trở thành hợp mà không cho cưới là tụi con chết. Nói như vậy. Nhưng mà tụi bay nhớ về phải sống yêu thương nhau, chứ bay mà bỏ nhau là tao bị chửi chết đó. Thưa thiệt, vệ nói y chang như vậy, mình xuống sau nói y vậy. Coi bộ ông thầy cũng linh ghê. Vệ nói cái hai gia đình mới nói, ồ hay quá, hay quá, nếu mà thầy làm được vậy thì tốt quá, thì coi ngày giờ cho cưới. Rồi cái mình lỡ mình giải rồi xong tới nó nhờ mình coi ngày nữa, trúng luôn cái nợ thôi chưa. Lỡ giúp rồi, giúp luôn cho trót. Cũng giả bộ bấm tay bấm đốt vậy nè, cũng coi ngày. Thưa thiệt, tôi có biết gì đâu. Dốt gần chết không biết. 12 con giáp tôi đọc nó còn trật lên trật xuống, mà làm sao tôi biết. Tôi cũng giả bộ tôi nhăn mặt cái tôi bấm. Tôi bấm cái tôi nói, à có cái tháng này được nè. Cái mình canh cho nó cái ngày thứ bảy với chủ nhật cho cưới. Mình biết cái quan điểm bây giờ là nếu mà cưới ngày thứ không ai đi, đám cưới đôi khi lỗ. Mình quất cho cái ngày thứ bảy chủ nhật, hai đứa nó mừng dễ sợ mừng. 3 tháng đi qua thằng rể có chết đâu, 5 tháng đi qua cô dâu có chết đâu. Chuẩn bị tới năm tí này tụi nó có một đứa con nữa, xong mình hết nợ. Có đứa nào chết? Không có đứa nào chết hết. Mà hai cặp như vậy, thưa, nếu không phải là Phật tử mình không dám xen vào đời sống, không dám ý kiến. Nhưng nếu các vị là Phật tử mà các vị còn quan niệm quá nặng nề về cái chuyện ngày giờ tuổi tác thì các vị sai rồi, các vị sai rồi. Chúng ta là người tu Phật mà chúng ta không nghe lời Đức Phật, chúng ta lại đi theo cái quan niệm của nhân gian, mà cái quan niệm nó chưa chắc là đúng, và cũng không có gì làm quy chuẩn, cũng không có ai bảo chứng cho điều đó là chính xác, là chuẩn xác, là chuẩn mực cả. Nhưng chúng ta lại nghe, trong khi cái vị giáo chủ ta tôn thờ dạy chúng ta một cách rất tường tận. Cái ngày đó nếu như con làm việc xấu, cái ngày đó nếu như con nghĩ điều xấu, cái ngày đó nếu như con nói lời xấu, thì cái ngày đó nó trở thành cái ngày đen tối tồi tệ, là một ngày xấu. Một tháng mà con lúc nào cũng nghĩ về tham lam, về sân hận, về trách hờn, thì cả một tháng đó là một tháng ê chề, là một tháng nặng nề. Nếu như con nghĩ được những điều tốt, con làm được những điều tốt trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và trong cả một cuộc đời của con, thì tất cả mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đi qua, mỗi tháng, mỗi năm và suốt một đời con đều tốt. Đức Phật dạy tường tận quá kỹ rồi. Từ nay có còn sợ ngày giờ nữa không? Còn sợ kỳ tuổi tác nữa không? Ông thầy ông nói vậy đó, chứ thử ai cất nhà mà cũng phải đi coi ngày thôi hả? Cưới hỏi cũng đi coi hả? Mai mốt mà thằng con trai dắt đứa con gái về mà nói kỵ tuổi kìa, không được, không được, không được. Mai mốt kỵ tuổi đem tới thầy Minh Thiền lập đàn cầu nguyện cho 3 ngày hết kỵ nha. Đồng ý không? Đồng ý nha. Đồng ý. Mình chia quyên rẻ thí là mình có tội đó. Bây giờ các vị đang sống hạnh phúc với chồng các vị như vậy, ai đến
họ chen vô, họ làm người thứ ba, họ phá vỡ hạnh phúc các vị, các vị chịu không? Họ cấm cản các vị, không cho các vị sống với chồng, với vợ các vị nữa, các vị chịu không? Đâu có được. Nhưng nó làm con, mình là cha mẹ, mình là ông bà. Có những đứa nó hiếu thảo, ông bà, cha mẹ đặt đâu nó ngồi đấy thật đấy. Nhưng có những đứa nó lì, nó bướng là nó cãi lại à. Nó cãi lại mà mình vẫn cố chấp thì nó làm bậy. Mất con, mất cháu như chơi. Hoặc nó từ mình đấy, mình không từ nó như nó từ mình. Thời đại này nếu mình cổ hủ quá, nó từ mình thiệt. Cho nên đừng có cổ hủ, đừng có cố chấp. Kỵ tuổi hả? Ờ, kỵ tuổi thì thôi, hai đứa bay ráng làm phước nghe. Ráng dắt tay nhau, cưới nhau rồi, ráng dẫn nhau đi chùa nghe con. Ráng mà hiếu thảo với ông bà cha mẹ, ráng giúp đỡ những người nghèo khó nghe con. Làm được cái gì tốt cho xã hội thì ráng làm nghe con. Đó, đó chính là những cái câu khuyên bảo của người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, khiến cho con cháu của mình nó nhớ hoài, nó biết ơn, nó biết ơn. Còn mình cấm cản, mình rào đón, nó ghét mình ngay. Mốt mình chết nó không thèm dễ để tan luôn. Thiệt chứ không phải giỡn đâu. Rồi, nói như vậy thì để khẳng định với đại chúng rằng ngày giờ năm tháng hay là sao hạn là quan điểm của nhân gian, là Phật tử không nên lệ thuộc, là Phật tử không nên sợ điều đó. Nếu như các vị không nghĩ tới những điều đó thì càng tốt, không nghĩ đến là càng tốt. Đừng nghĩ rằng ta phải coi ngày để khai trương thì tiệm ta mới mua bay bán đắt. Không coi ngày khai trương thì mua bán không được. Không có. Miễn làm sao người bán thật thà với người mua, niềm nở để đón tiếp người mua, xem khách hàng là thượng đế thì tự nhiên có nhiều người đến với mình. Còn mà mình xem khách hàng không phải là thượng đế, mình xem khách hàng như cỏ rác chẳng ai đến với mình đâu. Có cái ông đó, ông buôn bán cái rất là chân thật nha, cái có rất nhiều khách tới mua. Ông cân rất đúng mà ông bán rẻ hơn người khác, cho nên khách hàng cứ nườm nượp tới mua. Bao nhiêu cửa hàng bên cạnh trống khách, nhưng cửa hàng của ông thì rất đông. Bà vợ của ông thấy vậy thì nổi lòng tham, nghĩ rằng bây giờ đó mình khách đông như thế này mà chồng mình lại bán quá rẻ, cái lời của ông quá ít, lâu làm giàu lắm. Nhưng bây giờ không thay đổi được ổng. Nếu mà mình tăng giá lên bằng với những cái quán bên cạnh hoặc cao hơn thì người ta có thể người ta chia khách ra, người ta qua những cái chỗ khác người ta mua, đúng không ạ? Thế cho nên bà nghĩ là bây giờ mình làm sao đặt một cái cân mà nhờ người thợ làm cân á, họ chỉnh, họ lương lẹo để cân cái số lượng vẫn nhảy là 1 kg, nhưng thực tế cái trọng lượng bỏ lên cân chỉ có 8 lạng thôi. Cần 8 lạng mà thành 1 kg đó. Ở đây có ai làm vậy không? Đưa tay coi cái mặt tốt hay xấu. Bà chỉnh như vậy, bà đi đặt một cái cân như vậy nha, thì ông chồng thấy bà vợ của mình đem một cái cân về, đem cái cân về, thấy cái nguồn gốc xứ, xuất xứ của cái cân này, ông chồng mới đến hỏi người làm cân là vợ của tôi nhờ anh làm cái cân như thế nào, trong khi cái cân nhà tôi đang rất tốt mà, cân rất đúng mà. Thì ông chủ làm cân, ông cũng trình bày thiệt. Vợ anh nói làm cái cân làm sao cho nó non nó dài gì đó, mà cái trọng lượng bỏ lên chỉ có 8 lạng, nhưng cái cân vẫn nhảy 1 kg để lời được 2 lạng. Ông chồng ông cảm ơn người thợ làm cân xong trở về. Ông nói với vợ, cái của mình tạo ra được á, từ những việc làm chân chánh, mình tiêu xài nó, mình sử dụng nó, mình không có hổ thẹn với lòng. Tối mình nằm ngủ rất là ngon, không mơ thấy ác mộng. Những đứa con của mình sau này, nó nhờ cái phúc của cha mẹ để lại, nó cũng có một đời sống bình yên. Còn bây giờ bà làm cái cân như thế này, bà lừa gạt người khác, mình sử dụng đồng tiền này mình hổ thẹn. Mình có thể dối gạt được người, nhưng không dối gạt được lòng mình. Mình không dối gạt được Phật trời.
mình không dối gạt được quỷ thần. Và tối mình ngủ, mình sẽ không ngủ yên đâu. Mình sẽ thấy ác mộng vì sự lừa dối đó. Và con cháu của mình sau này nó lớn lên, nó sẽ hư. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải trả cái nghiệp cho cha mẹ nó nữa. Thế cho nên bà đừng vì cái lợi trước mắt mà bà đem cả sự nghiệp, bà đem cả gia phả, dòng họ của mình để đổ sông đổ biển chỉ vì cái lòng tham. Bà vợ nghe nói cảm phục ông chồng. Ở đây mà ai có ông chồng mà có cái tầm nhìn như vậy thì hạnh phúc lắm nha, thương chết luôn. Có một người vợ mà hiền lành sáng suốt cũng thương chết luôn. Bởi vậy thông qua đó chúng ta nói với nhau điều gì ạ? Không quan trọng cái nhờ, ngày giờ khai trương, không có quan trọng. Mà quan trọng là chúng ta khi mua bán, khi kinh doanh, thái độ của chúng ta tiếp xúc với khách hàng như thế nào, để khách hàng quý, khách hàng mến, khách hàng tin tưởng, khách hàng đến và trao đổi mua bán với chúng ta là chúng ta thành công. Đời không cần phải làm giàu nhanh, chỉ cần chúng ta làm việc gì cũng chậm, chậm nhưng mà chắc, chắc nhưng mà chắc. Đừng có nhanh, nhanh nó hay đổ vỡ, nhanh nó hay kém chất lượng lắm nha. Mong đại chúng thông qua những lời nói này, đại chúng sẽ giảm bớt, không khuyên các vị từ bỏ, nhưng có thể giảm bớt từ cái việc cúng sao giải hạn, coi ngày giờ tốt xấu, tuổi tác hợp hay không hợp. Bây giờ chúng ta lại nói sâu hơn về vấn đề cầu an. Bài kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật nói: sở dĩ con người bất an là do nghiệp chướng của họ tạo từ trong quá khứ, cộng với cái cách sống của họ trong hiện tại, khiến cho bao nhiêu điều khó khăn trắc trở nó xảy ra. Nếu là một người không có niềm tin với Phật Pháp, không có lối tư duy sáng suốt, chúng ta sẽ chán nản, sẽ bỏ cuộc, mặc cho cuộc đời nó trôi dạt về đâu, nó trôi đến đâu, tính đến đó. Nhưng là một Phật tử, chúng ta học được Phật Pháp, chúng ta có lối tư duy đúng đắn, chúng ta biết rằng tất cả những khó khăn, những trắc trở đang xảy ra trong đời sống này sở dĩ là do nghiệp chướng trong quá khứ đã tạo, và do cách sống hiện tại của chúng ta chưa tốt, phải điều chỉnh lại. Ở trong xóm, ở trong làng, có một người sai xỉn cũng gây ảnh hưởng đến xóm làng đó, và ảnh hưởng trực tiếp là với những người sống chung. Ở đây có cô nào, bà nào mà có ông chồng sáng sai chiều xỉn sẽ thấy được điều đó. Bị làng xóm chửi bới mắng vốn hoài à, mệt không? Mệt. Đó cũng là tấm gương, nhưng tấm gương tốt là tấm gương xấu. Con cháu nó sống chung sau này nó lớn lên, nó có học được điều gì của ông bà nó đâu, học được điều gì của cha mẹ nó đâu, học toàn điều xấu. Thì sau này nó xấu theo, mình đâu trách nó được. Mình là cha, mình là mẹ, mình không gương mẫu, mà mình dạy con mình phải gương mẫu, phải sống tốt. Nó lấy cái gì để nó nương tựa? Nó lấy cái gì để nó học theo? Lấy cái gì để nó soi? Trong khi tấm gương của bố, của mẹ nó là tấm gương quá xấu. Không trách nó được nha. Nếu các vị có một đứa con hư, các vị phải coi lại mình sống tốt hay chưa. Nếu mình sống tốt mà nó hư là phải rầy, phải dạy. Còn nếu mình sống không tốt, mình cũng hư, nó hư, dạy cái gì? Vì vậy Minh Thiền nói, nếu như một người Phật tử sống được tinh thần của Đức Phật dạy á, thì giữa gia đình các vị là tấm gương tốt, mình đem lại được sự bình yên cho gia đình mình cái đã, và những người sống chung của mình cũng hưởng lay. Và tất nhiên là sẽ có nhiều và rất nhiều người họ quý trọng mình, họ học theo tấm gương của mình. Nên người Phật tử góp vào cho cuộc sống này sự yên bình lớn lắm đó. Mà các vị đôi khi xem thường điều đó. Các vị cứ nghĩ là mình tu cho mình thôi, không ai tu cho mình cả, mình cũng không cứ gì phải tu cho người khác. Thưa không, các vị chỉ cần sống tốt, các vị chỉ cần tu tốt, sẽ có nhiều người thực hành theo các vị.
Ngày đầu năm chúng ta về chùa lễ Phật, lại còn được quý Thầy hướng dẫn chỉ dạy cho cách tụng kinh Dược Sư, trì chú Dược Sư, niệm danh hiệu Phật Dược Sư. Nhân đây Minh Thiền nói một chút thôi cho các vị nghe về ý nghĩa của Đức Phật Dược Sư. Đức Phật Dược Sư được tôn vinh là Đức Phật giáo chủ của cõi Đông Phương. Đức Phật A Di Đà là Đức Phật giáo chủ của cõi Tây Phương. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật giáo chủ của cõi Ta Bà. Một cái cảnh cõi như vậy thì nó có vô lượng vô số thế giới, nhiều thế giới, chứ không phải chỉ là một thế giới. Cõi Ta Bà không chỉ là một quả địa cầu này, mà nó có muôn ngàn quả địa cầu mà Đức Phật Thích Ca là giáo chủ. Và cõi Đông Phương cũng vậy, cõi Đông Phương có muôn ngàn quả địa cầu và Đức Phật Dược Sư Lưu Ly là Đức Phật giáo chủ. Bảy hình tượng của Đức Phật sau lưng chúng ta đây là hình tượng của Phật Dược Sư. Ngài Dược Sư, Ngài có phát 12 đại nguyện, mà trong 12 đại nguyện đó, nguyện nào cũng nặng về cái phần giáo hóa cứu độ chúng sinh. Trong những cái nguyện đó của Ngài, có những nguyện rằng nếu như có chúng sinh nào không có được cơm ăn thì Ngài sẽ sẵn sàng ban phát cho thức ăn để được no lòng. Nếu như chúng sanh nào bị rách, bị lạnh thì Ngài sẽ ban phát cho quần áo để được ấm. Nếu như chúng sinh nào không có trí tuệ thì Ngài sẽ ban phát cho trí tuệ, vân vân và vân vân. Tất cả mọi hạnh nguyện đều thể hiện tình thương và lòng bao dung của một Đức Phật đối với chúng sinh, mong muốn những điều tốt đẹp đến với chúng sinh, muốn cho chúng sinh thoát qua tất cả những khổ nạn, những khổ ách để được hạnh phúc, để được giải thoát. Vậy danh hiệu của Ngài chúng ta có thể hiểu gần như thế này: Dược Sư là một vị thầy thuốc, Lưu Ly Quang Phật là một vị Phật có thân hình, có trí tuệ, có hào quang, có công đức sáng tỏ lưu ly. Lưu ly, pha lê, san hô, xích châu, mã não là được xem là thất châu, thất trân quý báu của cõi trời mới có, cõi người mình không có. Như vậy thì một vị thầy thuốc có công đức, có trí tuệ tuyệt vời như lưu ly, đến với cuộc đời mong muốn chữa lành bệnh khổ cho tất cả chúng ta. Bệnh ở nơi thân và bệnh ở nơi tâm. Mình không dám bàn nhiều về cái bệnh của ở thân, bởi vì mình nói quá nhiều thì có người họ không hiểu, họ không nếm được hương vị của chánh pháp, họ cho rằng mình nói mê tín. Nhưng thưa với đại chúng, có những người bệnh mà bác sĩ trả về, bác sĩ lắc đầu, người bệnh đó có niềm tin với Đức Phật Dược Sư, đến chùa thỉnh tượng của Đức Phật Dược Sư, về nhà lập một cái bàn thờ, xin quý thầy một quyển kinh Dược Sư về mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều, mỗi tối. Họ đều trang nghiêm thắp hương để đảnh lễ Đức Phật Dược Sư và quỳ xuống thành kính tụng từng chữ trong kinh Dược Sư, rồi họ niệm danh hiệu Dược Sư, họ trì bài chú trong kinh Dược Sư. Họ làm điều đó, họ không mong rằng cho con được khỏe mạnh, cho con được hết bệnh, cho con được sống thêm, mà họ nghĩ rằng họ đang làm hết khả năng của mình, và họ tận dụng thời gian ngắn ngủi còn lại để gieo cái duyên lành, để tạo cái duyên lành với Đức Phật Dược Sư, mong trong kiếp sau này có thể gặp được Đức Phật Dược Sư. Thưa với các vị, họ làm rất thành kính và tự nhiên cái căn bệnh nó tiêu đi đâu hết. Mình không dám nói là đại đa số người như vậy, nhưng có một số ít người như vậy các vị ạ. À, nếu như ta có niềm tin, ta có lòng thành kính, ta làm một cách nhiệt tình, thưa các vị, điều gì cũng có thể xảy ra. Mình không dám lạm bàn nhiều về vấn đề chữa lành thân bệnh, nhưng nếu ta có niềm tin, tự khắc những điều mầu nhiệm sẽ đến. Nói về tâm bệnh, thưa với các vị, không phải chỉ Đức Phật Dược Sư mới có thể chữa được tâm bệnh của chúng sinh. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà,
và vô lượng chư Phật, vô lượng chư Bồ Tát đều có thể chữa lành tâm bệnh của chúng sinh, vì tâm bệnh của chúng sinh là phiền não, là nghiệp thức. Muốn chữa lành nó thì cần phải có năng lượng của tỉnh thức, của chánh niệm. Như vậy thì năng lượng của tỉnh thức, của chánh niệm từ đâu mà có? Từ ở trong những lời kinh chân thành của các vị trì tụng, từ trong cái câu chú mà các vị chuyên tâm để tụng, từ trong cái danh hiệu của Phật Dược Sư mà các vị niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Năng lượng tỉnh thức có mặt từ trong đó. Năng lượng tỉnh thức có mặt khi các vị làm việc gì, các vị ý thức được việc đó, ý thức được việc đó. Tức là các vị đã được Đức Phật Dược Sư gửi cái phương thuốc lành để trị bệnh khổ của tâm. Các vị có thừa nhận là tâm của mình rất dễ chạy đầu này chạy đầu kia không? Nó suy nghĩ hết cái này tới nó suy nghĩ cái khác, không bao giờ ngừng lại. Và đôi khi cái tâm nó làm cho thân phải mệt mỏi, bởi nó suy nghĩ quá nhiều. Ăn không được, ngủ cũng không được, khiến cho thân bệnh. Vì vậy thân bệnh đôi khi dễ chữa, mà tâm bệnh mới là cái quan trọng, khó chữa lành. Nhưng thưa, tâm nó không có hình, không có tướng. Chỉ cần chúng ta ý thức được tâm của mình, chúng ta mượn năng lượng của tỉnh thức, năng lượng của chánh niệm về chúng ta gửi gắm trong lòng của mình, thì tự nhiên mình chữa lành được tâm bệnh. Tất cả những phương pháp mà Đức Phật dạy để chúng ta tu đó, trì chú dược sư, tụng kinh dược sư, niệm danh hiệu Phật dược sư, hoặc là tụng kinh A-di-đà, niệm danh hiệu Phật A-di-đà, hoặc là trì chú đại bi, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, đó chính là những phương pháp dạy cho chúng ta trở về sống với cuộc sống tỉnh thức, trở về với năng lượng tỉnh thức của chính mình. Vì vậy mong đại chúng, bệnh thân dùng thuốc, bệnh thân kết hợp với việc ráng mà có niềm tin tu chữa được. Bệnh của tâm thì chỉ cần năng lượng của tỉnh thức là trị được. Hãy cố gắng chữa lành thân bệnh và tâm bệnh của mình. Hãy cố gắng dùng cái tệ giác của một người Phật tử để soi sáng vào tất cả mọi thứ. Hãy làm những điều mà Đức Phật dạy. Những gì Đức Phật không dạy, chúng ta hãy bỏ qua nó, hãy quên lãng nó, hãy tránh xa nó đi, đời ta được thảnh thơi. Hôm nay Minh Thiền về đây có đôi lời nói chuyện với các vị, tóm ý lại hai điều quan trọng. Điều thứ nhất, mong quý Phật tử hãy xem nhẹ chuyện cúng sao giải hạn. Không cúng cũng không lỗi lầm gì, không hề có cái sao nào xấu chiếu vào đời mình đâu nha. Xem nhẹ chuyện ngày giờ tốt xấu, xem nhẹ chuyện năm tháng và tuổi tác cưới gả nha. Bên cạnh đó, hãy dâng thêm những lời cầu nguyện cho mình, cho gia đình và cho mọi người, cho vạn loại chúng sanh. Cầu nguyện tất cả những điều tốt đẹp đến với chúng ta, nhưng bên cạnh đó phải cố gắng thực hiện những điều tốt bằng việc làm tốt, suy nghĩ tốt, lời nói tốt. Điều nữa là hãy dành hết năng lượng tỉnh thức yên bình của mình để cúng dường Đức Phật Dược Sư, cúng dường lên một vị vô thượng y vương, người chữa lành được thân bệnh và tâm bệnh của tất cả chúng ta. Cầu nguyện mọi điều tốt đẹp đến với chúng ta, cầu nguyện cho mọi thứ thiên tai dịch bệnh được đi qua một cách nhẹ nhàng, và đừng bao giờ quay trở lại để hành hạ tàn phá loài người, tàn phá thế giới này. Cầu chúc cho các vị có một mùa xuân an lạc, có một năm canh tí an lạc, và một cuộc đời an lạc. Xin cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe.